Em xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Và em là Tuấn đến từ Auto Bình An có địa chỉ 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu đến anh chị và các bạn một chiếc xe đến từ Mỹ. Đó chính là chiếc Ford Focus. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2016, xe có tên tư nhân, mang biển số Hà Nội. Chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 6,7 vạn km. Đây là một chiếc xe rất là thể thao, nhiều option, nhiều tiện nghi. Tính năng an toàn thì cũng không hề kém những chiếc xe đến từ Thụy Điển. Đây là một chiếc xe phiên bản hatchback. Phiên bản S này thì là phiên bản cao cấp nhất trong phiên bản trong dòng Ford Focus quý anh chị và các bạn nhé. Đây, em sẽ đi một vòng với quý anh chị và các bạn. Nhìn phần đuôi xe. Đó. Thời điểm năm 2016, nếu mà anh chị muốn sở hữu chiếc Ford Focus phiên bản S này thì anh chị phải bỏ ra tài chính khoảng 848 triệu là giá niêm yết thì mới có thể sở hữu được chiếc Ford Focus này. Còn thời điểm 2021 bây giờ thì bên em mới đang chào bán giá trên 500 triệu một chút thôi. Xe thì còn rất là mới, bóng bẩy và đẹp. Đây là một chiếc xe có thể được coi là thể thao nhất trong phân khúc hạng C đó ạ. Thì trên chiếc Ford Focus này có những tính năng gì hay thì em cùng quý anh chị và các bạn tìm hiểu một chút về phần ngoại thất của xe. Về cụm đèn pha cốt đây thì được trang bị là cụm đèn bi. Cùng với đó là giải LED daylight ban ngày. Phía dưới đây thì rửa file xe thì cũng được trang bị là cảm biến và chạm xung quanh xe. Còn phía dưới đây thì là cụm đèn gầm. Phần lưới tản nhiệt này thì được làm theo dạng hình tổ ong, nên nhìn cho phần đầu xe đây nhìn rất là hầm hố. Phía dưới nắp capo này thì được trang bị động cơ 1.5 EcoBoost turbo tăng áp, sản sinh công suất lên đến 180 mã lực. Cùng với đó là hộp số 6 cấp ly hợp kép, rất là mượt mà, đến từ nhà Ford. Hộp số 6 cấp ly hợp kép này thì khi anh chị đi ở chế độ thông thường thì cũng rất là mượt mà. Chuyển sang chế độ Sport thì đạp ga căng chân một chút thì có thể là dính ghế luôn nữa. Rất là thể thao và mạnh mẽ. Xe thì cũng được trang bị là la răng đúc đa chấu. Cùng với đó là bộ lốp lên đến 17 inch. Xe thì cũng được trang bị là 4 phanh ABS chống bó cứng, rất là an toàn. Trên gương đây thì cũng được tích hợp là đèn báo rẽ. Ford Focus này còn một phiên bản nữa là phiên bản Titanium. Nhưng mà phiên bản đó thì là sedan anh chị nhé. Không, phiên bản S này thì là phiên bản hatchback. Đó. Cụm đèn hậu này thì chạy dài từ phần hông cho đến phần cốp của xe. Nhìn phần đuôi xe đây nhìn cũng rất là hầm hố đấy. Rất là thể thao và mạnh mẽ luôn. Trên phần nóc xe này thì cũng được lắp thêm cản gió, nên nhìn rất là thể thao luôn. Một chiếc xe đến từ Mỹ mà option và tiện nghi như một chiếc xe Hàn thì phải nói là người Mỹ cũng rất là chiều chuộng người dùng ở Việt Nam chúng ta. Ví dụ đây, chìa khóa Keyless Go, chìa khóa thông minh. Đến phần nội thất của xe thì ghế được trang bị là ghế da Fendi của anh chị và các bạn nhé. Trên các phần tắp lô tắp ly này thì cũng ốp nhựa thôi, nhựa cao cấp và ốp da. Ghế thì không có một nếp nhăn luôn ạ,
Xe cũng rất là giữ gìn. Đây em sẽ cho quý anh chị và các bạn biết cửa của Ford Focus nó dày như nào. Một găng tay luôn ạ. Cửa vừa nặng, chắc nịch luôn. Xe thì cũng được trang bị là điều hòa auto hai vùng độc lập. Một điều đặc biệt hơn nữa là trên Ford Focus 2016 này thì xe cũng đã được hỗ trợ tự động lùi chuồng với anh chị và các bạn nhé. Cổng sạc 12V, USB. Đó. Màn hình kết nối với camera, camera lùi. Xe thì vô lăng thì được bọc da cao cấp, rất là nhiều các phím bấm, ví dụ như là đèn thoại rảnh tay này, đo nhỏ âm lượng. Phía bên dưới đây thì là cruise control, giới hạn tốc độ đấy ạ. Lấy chuyển số trên vô lăng, đèn nó start stop, cửa sổ trời, rất là nhiều những option. Phía bên đây thì là đèn auto. Cửa gió điều hòa trên Focus này nhìn cũng rất hay. Được thiết kế theo hình dọc. Như các xe thông thường thì được thiết kế theo hình ngang. Thì trên Ford Focus này thì được thiết kế theo là hình dọc. Nhìn cũng rất là hay ạ. Với một chiếc xe thì thiên hướng thể thao hơn nên ghế thì ngồi cũng ôm sát vào người hơn. Quý anh chị và các bạn nhé. Đấy. Tính năng an toàn thì xe thì cũng có chế độ phanh adaptive ạ, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi mà có xe tạt đầu xe của chúng ta thì hệ thống phanh adaptive sẽ tự động giải phanh cho chúng ta, rất là an toàn. Ghế thì chỉnh cơ thôi ạ. Trên phiên bản Titanium, phiên bản sedan thì ghế bên lái thì được chỉnh điện. Nhưng mà trên phiên bản S này thì chỉ là ghế chỉnh cơ thôi. Vì một chiếc xe thể thao mà tối giản nhất có thể. Gương gập chỉnh điện hết ạ. Cửa rất là dày luôn. Một găng tay. Ford Focus này thì có điểm cộng thì cũng có điểm trừ. Điểm trừ thì thứ nhất là không có cửa gió cho hàng ghế sau. Điều thứ hai là người ngồi hàng ghế sau hơi chật hẹp một chút. Với những người mà cao to thì ngồi hàng ghế sau thì hơi bị bí bích. Đó. Điểm cộng thì cũng phải có điểm trừ thôi. Phần cốp xe. Khoang cốp thì cũng rộng rãi đấy ạ. Trên đây còn được trang bị thêm một tầng nữa để đồ. Chiếc Ford Focus này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 570 triệu đồng. Anh chị nào mà quan tâm về xe thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để phía bên dưới màn hình, hoặc có thể qua salon bên em cả chạy thử và cảm nhận về xe theo địa chỉ 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Các sản phẩm bên em bán ra đều có cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, hộp số động cơ là nguyên bản. Anh chị hoàn toàn có thể mang ra hãng hoặc các gara uy tín để anh chị kiểm tra về chất lượng của xe. Và nếu anh chị thấy video này hay thì hãy cho em xin một lượt like, một lượt subscribe và hãy chia sẻ video của em rộng rãi để nhiều người biết thêm chiếc xe bên em. Em xin phép được dừng video lại đây và hẹn gặp anh chị video tiếp theo. Em xin cảm ơn.